Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang đến với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin mới nhất. Thưa quý vị, trước khi vào bản tin ngày hôm nay thì cho phép Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình kênh Tin mới nhất cảm ơn quý vị vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi lựa chọn xem tin tức được phát sóng trên kênh Tin mới nhất. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin nổi bật, hấp dẫn diễn ra ở trong nước và quốc tế. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta sẽ cùng vào chi tiết bản tin để xem ngày hôm nay có những tin tức nóng nào nhé. Một siêu bão mạnh nhất trên thế giới sắp đổ bộ vào Trung Quốc. Hiện siêu bão này đang di chuyển từ đảo Luzon của Philippines ngoài khơi Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão trên sẽ ập vào đảo Hải Nam của Trung Quốc. Nhiều khả năng nó sẽ san phẳng hòn đảo này, bởi vì hòn đảo trên trong quá khứ nó không phải là của Trung Quốc mà nó hoàn toàn thuộc về lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam. Chính Trung Quốc đã chiếm lấy nó về tay Bắc Kinh nên bây giờ ông trời nổi giận ra tay trừng phạt Trung Quốc. Mẹ thiên nhiên liên tục cho bão tố vào để can quét, không chỉ đảo Hải Nam mà một số tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây giáp với cả Biển Đông cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Thông tin trên cũng được tờ báo của Bắc Kinh vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay cũng đã cung cấp cho chúng tôi biết những hình ảnh về cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông. Thế nhưng, tờ báo của Bắc Kinh lại cho rằng cơn bão mới này sẽ đổ bộ vào Việt Nam chứ không phải là đổ bộ vào phía Trung Quốc. Tờ báo của Bắc Kinh trích dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc cho biết cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông, 99,9% nó sẽ ập vào Việt Nam chứ không đi vào lãnh thổ của Trung Quốc. Đây là tín hiệu vui cho Bắc Kinh nhưng lại là tin không vui cho Việt Nam, nước láng giềng thân cận với phía Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đang nói rằng nếu như cơn bão mới này ập vào Việt Nam, Việt Nam có cần cho Trung Quốc ủng hộ gì thì hãy lên tiếng, Trung Quốc sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng thưa quý vị, trong quá khứ cũng như là thời điểm hiện tại, dù Việt Nam là một nước nhỏ bé, kinh tế vẫn còn đang trong quá trình phát triển, nhưng Việt Nam của chúng ta luôn tự lực tự cường cánh sinh chứ không nhờ cậy vào phía Trung Quốc. Bởi vì nếu nhờ cậy vào phía Trung Quốc, ắp sẽ phải đánh đổi và trả giá cho chính quyền ông Tập Cận Bình một thứ gì đó đắt giá. Bởi vì chính quyền của ông ta được cho là rất tham lam, không bao giờ Trung Quốc lại cho không một thứ gì. Bằng chứng rõ rệt nhất là ở khu vực Đông Nam Á, có hai nước Campuchia và Philippines. Hai nước này đã nhờ cậy vào phía Trung Quốc và đã bị phía Trung Quốc lấy đi rất nhiều lô đất đẹp trên chính mảnh đất Campuchia và Philippines. Bằng chứng rõ rệt nhất là vào năm 2018 và năm 2019, Campuchia đã nhờ cậy phía Trung Quốc xây dựng một cái trung tâm thể thao bao gồm điện, đường, trường, trạm và một sân vận động thể thao được cho là lớn nhất khu vực Đông Nam Á trên đất của Campuchia. Đổi lại, Thủ tướng Hun Sen đã phải lấy rất nhiều đất và căn cứ quân sự để đưa cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Trung Quốc còn ngang nhiên cho xây dựng các sân bay, bến cảng tại các khu rừng rộng của Campuchia. Trong 2-3 năm trở lại đây, chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng đem rất nhiều người dân của Trung Quốc sang đất Campuchia sinh sống, lập ra các khu đô thị của người Hoa. Mục đích của Trung Quốc hòng chiếm đóng đất nước của Campuchia và hòng xây dựng một đế chế ở đây để khống chế khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Bắc Kinh còn có cái âm mưu thủ đoạn khi khống chế Philippines cùng đường đi nước bước như thế. Chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đầu tư tiền bạc để xây dựng điện, đường, trường, trạm cứ như là mạng lưới điện quốc gia cho Campuchia. Đổi lại, Tổng thống Duterte sẽ là tay chân và tay sai của chính quyền ông Tập Cận Bình. Đây chính là lý do vì sao một số vùng biển của Philippines đã thuộc về phía Trung Quốc trong những năm vừa qua và chúng ta chỉ cần nhìn nhận hai vấn đề ở Campuchia và Philippines để thấy rõ bản chất và bộ mặt thật của phía Trung Quốc để các nước nêu cao tinh thần cảnh giác đối với Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, liên quan tới áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở ngoài khơi Biển Đông và khả năng cao là sẽ mạnh thành siêu bão lớn nhất trên thế giới lên tới 99%. Điều này đã được các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Indonesia, Singapore, trong đó có cả Việt Nam. Việt Nam cũng đã đưa ra thông báo cảnh báo khi nói rằng hiện tại trên Biển Đông, biển đang động rất mạnh, khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sóng biển dâng lên rất cao, đề nghị tàu thuyền phải tìm nơi tránh trú ngay lập tức bởi vì bão đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Tâm điểm của bão mới này đang có gió giật mạnh và nếu như cơn bão này đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây tiếp tục bị nhấn chìm và ngập lụt.
Cơ quan Cảnh báo Động đất và Thiên tai Trung ương Trung Quốc cho biết, nếu như cơn bão này ập vào Bắc Kinh, lũ ống lũ quét sẽ tiếp tục dồn dập từ thượng nguồn con sông Dương Tử, con sông Mekong và con sông Hoàng Hà đổ về hồ thủy điện đập Tam Hiệp. Và nhiều khả năng đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ không chịu được áp lực nước, dần dần dẫn tới vỡ. Và khi nó vỡ, một điều tồi tệ và kinh khủng nhất trong lịch sử loài người sẽ xảy ra đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy, cơ quan cảnh báo động đất và thiên tai phía Trung Quốc đã phải phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp, cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất cho các cơ quan ban ngành, cho các lực lượng chức năng cùng người dân của Trung Quốc đại lục có những phương án tốt nhất để phòng chống lũ lụt. Bởi vì nhiều khả năng cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông sẽ đổ bộ trực tiếp vào phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng năm 2022 là một năm đại họa của Trung Quốc, quả đúng là không sai. Những lời cảnh báo, những lời tiên tri hay những điềm báo liên tục ứng nghiệm thực tế đối với kẻ trực quốc trong suốt đầu năm tới tận bây giờ. Trung Quốc cứ liên tục hứng chịu nhiều điều tồi tệ và tối tăm trong năm 2022. Bão cũ chưa qua, nay bão mới lại tiếp tục hình thành và ập vào khiến quảng trường Thiên An Môn của thủ đô Bắc Kinh liên tục bị phong tỏa. Chính quyền của ông Tập Cận Bình trong suốt hơn 3 tháng vừa qua ăn không ngon ngủ không yên vì bão tố, mưa to, gió lớn, động đất sóng thần liên tục càn quét Trung Quốc tới tận bây giờ, chưa buông tha và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chỉ trong vòng hơn 100 ngày vừa qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu 12 cơn bão siêu mạnh và 3 trận động đất mạnh khiến cho tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc bị vùi dập. 6 trận lũ quét và sạt lở, lũ lụt xảy ra khắp các tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Tất cả những điều trên cho thấy rằng bề trên vẫn đang tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc và những cái nhân quả báo ứng hay gọi là nghiệp quật vẫn đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì chính quyền của ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho thế giới, cũng như những chỉ đạo, những đường hướng của ông ta hoàn toàn sai lầm đối với các nước láng giềng xung quanh mình. Tuy nhiên, có một điều cực kỳ tồi tệ, đó chính là ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp việc mưa to, gió lớn, động đất ở Trung Quốc mà vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ, đánh nhau với cả một số nước trong khu vực, đặc biệt là đi xâm chiếm lãnh hải ở ngoài Biển Đông, gây ra rất nhiều mối quan ngại cho tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Và đây chính là nguyên nhân vì sao mà mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc để dạy cho chính quyền ông Tập Cận Bình bài học đau thương và để cho chính quyền của ông ta không đi gây gổ, đi gây hấn, bắt nạt các nước trong khu vực. Kính thưa quý vị, liên quan tới áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão ở Biển Đông, tờ báo Tuổi Trẻ Việt Nam cho biết chi tiết như sau. Dự báo thời tiết hôm nay, một vùng áp thấp đã hình thành ở vùng biển Philippines, dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão và di chuyển mạnh vào Biển Đông trong 1-2 ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam cho biết, ở vùng biển ngoài khơi Philippines đã hình thành một vùng áp thấp. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì vùng áp thấp này tiếp tục có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và thành bão. Dự báo vào giữa tuần này, áp thấp nhiệt đới này sẽ đi vào khu vực Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão, di chuyển về phía đất liền của Trung Quốc, chứ không phải là vào nước ta. Dự báo trong tuần này, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ và mưa vừa ở một vài nơi vì áp thấp nhiệt đới nêu trên. Kính thưa quý vị, thông tin trên cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay liên quan tới tình hình mưa bão ở Trung Quốc hay tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn thế giới. Đặc biệt tình hình với áp thấp nhiệt đới đang hình thành lên bão ở khu vực Biển Đông. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn ngày mai. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị vì đã quan tâm theo dõi hết bản tin. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh cùng với 30 tập chương trình của kênh Tin Mới Nhất xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.